Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, và các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê, nghe người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay chính là việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Từ đền thờ Ecclesia trong tiếng Latin không chỉ là nơi thờ phượng Thiên Chúa, nhưng nó còn hàm chứa một ý nghĩa rộng hơn nhiều. Nó còn ám chỉ đến một cộng đoàn tín hữu là chính giáo hội, là chính mỗi người chúng ta. Vậy tại sao giáo hội và chính mỗi người chúng ta phải luôn cần được thanh tẩy? Trước hết chính là bởi vì sự thánh thiện của giáo hội, như chúng ta tuyên xưng trong lời kinh tin kính: tôi tin kính một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo hội từ bản chất là một thực thể thánh thiện, bởi giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, là dân thánh của Thiên Chúa. Nhưng đồng thời giáo hội cũng đang mang trong mình những con người tội lỗi với tất cả những yếu đuối và bất toàn, là chính mỗi người chúng ta. Dù chúng ta là ai, trong ơn gọi và bậc sống nào, ngay cả các thánh vẫn luôn có những kinh nghiệm về tội lỗi. Giáo hội phải luôn được thanh tẩy trong ý nghĩa như vậy, bởi giáo hội đang mang trong mình những con người tội lỗi, là chính mỗi người chúng ta. Chính vì vậy giáo hội cần phải được thanh tẩy như thế nào, thì chính mỗi người chúng ta cũng cần phải được thanh tẩy như vậy. Vậy chúng ta cần phải được thanh tẩy khỏi những điều gì? Lý do Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem chính vì con người đã biến đền thờ vốn là nơi thờ phượng Thiên Chúa thành phương tiện cho một mục đích khác bên ngoài Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn là chủ của đền thờ. Đó chính là điều mà mỗi người chúng ta cần phải thanh tẩy mỗi ngày. Thiên Chúa có còn là chủ của đền thờ? Thiên Chúa có còn là chủ tâm hồn của mỗi người chúng ta nữa hay không? Bởi nhiều khi bên ngoài chúng ta vẫn là một người Kitô hữu, chúng ta vẫn chu toàn những bổn phận đối với Thiên Chúa, đối với giáo hội, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta vẫn đang tôn thờ một ngẫu tượng khác bên ngoài Thiên Chúa, trong suy nghĩ, trong lối sống, trong chọn lựa hàng ngày của mỗi người chúng ta. Vì vậy sự thanh tẩy ở đây không chỉ là sự thanh tẩy bên ngoài, nhưng còn là sự thanh tẩy bên trong của tâm hồn, trong những chọn lựa căn bản nhất của chúng ta. Để sâu thẳm trong tâm hồn, Thiên Chúa vẫn luôn làm chủ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và cuối cùng, sự thanh tẩy trong đời sống của người Kitô hữu phải là một sự thanh tẩy không ngừng. Chúng ta có thể nói được như vậy bởi ai trong chúng ta cũng luôn có những kinh nghiệm về sự yếu đuối nơi chính mình. Hôm nay và lúc này, chúng ta có thể rất vững mạnh, nhưng ngày mai, chúng ta có thể lại sa ngã và phạm tội. Vì vậy, sự thanh tẩy trong đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta phải là một sự thanh tẩy không ngừng trong mỗi ngày sống, trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Mỗi ngày sống của chúng ta phải là một cơ hội để chúng ta sống lời mời gọi thanh tẩy của Đức Giêsu ngày hôm nay cách cụ thể hơn và khẩn thiết hơn, qua việc chúng ta thay đổi đời sống, qua việc chúng ta quyết tâm giao hòa với Thiên Chúa, với người anh em chị em của chúng ta, để tâm hồn của chúng ta
luôn luôn và thật sự là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự trị và Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Ngài soi tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài soi tôi.